Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc để xóa bỏ nạn đói. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên của phiên họp lần thứ 43 Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Lương Nông và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, đang diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 7, kêu gọi các quốc gia và các tổ chức cùng hành động chung và đa phương để xóa bỏ nạn đói đang làm cho hàng triệu người trên thế giới phải chết đói. Trong sứ điệp được viết vào ngày 1 tháng 7, trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên của hội nghị và khuyến khích Tổng Giám đốc FAO tiếp tục thực hiện cam kết vào thời điểm đang rất cần hành động cương quyết để xóa nạn đói trên thế giới. Ngài nhận xét, thử thách mà chúng ta đang đối diện là hành động chung và là sự cộng tác của toàn thể gia đình các quốc gia. Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi FAO và các tổ chức quốc tế hiệp lực và có tầm nhìn xa về phía tất cả các bên liên quan, thì nhiệm vụ của họ mới đem lại hiệu quả. Điều này đòi hỏi các chính phủ, doanh nghiệp, hàn lâm viện, tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và các cá nhân phải chung sức và bỏ qua một bên những lý luận tầm thường và tầm nhìn không cân xứng, để mọi người đều được hỗ trợ và không ai bị bỏ lại phía sau. Với thực tế có hàng triệu người trên thế giới tiếp tục bị suy dinh dưỡng, Đức Thánh Cha cho rằng xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu là những thủ phạm chính gây nên hậu quả là sự di dời hàng loạt, cùng với những tác động khác của căng thẳng chính trị, kinh tế và quân sự toàn cầu, làm suy yếu những nỗ lực bảo đảm điều kiện sống của mọi người, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm. Về mục tiêu không còn nạn đói vào năm 2030 đã được các chuyên gia cho rằng sẽ không đạt được. Đức Thánh Cha cảnh báo, việc không có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ chung không được khiến chúng ta biến những ý định ban đầu thành các chương trình mới duyệt lại, mà không tính đến việc mang lại lợi ích cho những nhu cầu thực sự của cộng đồng địa phương, phải tránh thực dân ý thức hệ, làm thay đổi tính đa dạng văn hóa và truyền thống đặc thù nhân danh một ý tưởng tiến bộ thiển cận. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời khẳng định Tòa Thánh sẽ tiếp tục đóng góp cho công ích qua các hoạt động và kinh nghiệm của các tổ chức giáo hội công giáo, để không ai trong thế giới thiếu lương thực hàng ngày và hành tinh được bảo vệ. Cuối cùng, Ngài cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành cho những công việc và nỗ lực của FAO vì sự tiến bộ thực sự của toàn thể gia đình nhân loại.